sinh học Việt Nam hiện tại. Mục tiêu của Thùy Linh là vượt qua cột mốc của đàn chị Vũ Thị Trang với thứ hạng 34 thế giới được thiết lập vào năm 2017. Liên đoàn bóng đá châu Á AFC có bốc thăm chiếc bảng cho 16 đội giành quyền tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2023. Đội tuyển U17 Việt Nam nằm ở bảng D của đối thủ Nhật Bản, Ấn Độ và Uzbekistan. Vòng chung kết U17 châu Á 2023 sẽ khai mạc vào ngày 15 tháng 6 tại Thái Lan. 4 đội vào đến bán kết cũng sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết U17 World Cup 2023 tổ chức tại Peru vào tháng 10 tới đây. Đội tuyển U17 Việt Nam vừa kết thúc giải vô địch Đông Nam Á 2023, đồng thời là giải tiền SEA Games 32 với 9 huy chương vàng, qua đó đứng hạng nhì chung cuộc. Đội đứng vị trí thứ nhất là chủ nhà Campuchia với 10 huy chương vàng, trong khi hạng 3 thuộc về Myanmar với 5 huy chương vàng. Sân cỏ châu Âu sôi động vào giữa tuần qua cùng loạt trận vòng loại Euro 2024. Group của Scott McTominay, giúp Scotland giành chiến thắng đầy cảm xúc 2-0 trước Tây Ban Nha, độc chiếm ngôi đầu bảng A. Đây cũng là lần đầu tiên Scotland đánh bại Tây Ban Nha sau 39 năm. Ở một số trận đấu nổi bật khác, Croatia thắng Thổ Nhĩ Kỳ 2-0, Thụy Sĩ